Việc Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh giảm lãi suất điều hành lần thứ tư liên tiếp kể từ giữa tháng 3 vừa qua được cho là cơ sở để lãi suất cho vay hạ nhiệt. Theo dự báo, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại sẽ giảm nhiều hơn trong thời gian tới. Hiện một số ngân hàng đã đồng loạt áp dụng biểu lãi suất mới với mức trần là 4,75% một năm. Thậm chí một số nơi còn giảm lãi suất xuống dưới trần. Tại ABBank Lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 6 tháng là 4,5% và 7,5% một năm. 7,9% một năm được áp dụng cho các hợp đồng từ 15 tháng tới 60 tháng. Techcombank với kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng lãi suất tiết kiệm là 4,65% một năm, thấp hơn mức trần là 4,75% một năm. Mức 6,7% một năm được áp dụng cho những rất nhiều kỳ hạn từ 6 tháng tới 36 tháng. Các ngân hàng khác như VIB, Việt Á Banh, ACB cũng điều chỉnh dưới mức trần 4,75%. Tuy nhiên ở các kỳ hạn dài, lãi suất vẫn ở mức cao lên tới 11,2% một năm. Trong khi đó, nhóm Big Four bao gồm các đơn vị lớn như Vietcombank, BIDV, Viettinbank và Agribank vẫn chưa điều chỉnh lãi suất. Theo thống kê từ ngân hàng nhà nước, từ đầu năm đến nay, lãi suất cho vay bình quân trong cải thống giảm khoảng 0,5% đến 0,65% một năm. Riêng các ngân hàng thương mại nhà nước, hiện là những đơn vị chủ lực có vai trò định hướng thị trường, thì mức giảm tích cực hơn. Lãi suất cho vay giảm từ 1,5% đến 2,5% một năm.